Vâng, trung tâm audio Hùng JBL Chí Linh Hải Dương, em xin kính chào các bác. Vâng, xin thân ái chào các bác và cũng gửi lời chào đến các bác và chúc các bác một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, bên mọi người thân nhà mình nhé. Vâng, thưa các bác, hôm nay em sẽ test với các bác giao lưu những cái cặp loa Mỹ và loa Italia xịn, hàng bãi mà hàng khủng này, rất là khủng các bác nhé. Đấy, lúc nào bên em thì cũng có những cái hàng độc và hàng khủng các bác nhé. Đây, hoặc là những cái con đây, con là một cặp đẩy 4 kênh khủng long này các bác này, hàng bãi mà đẹp long lanh như này. Bác nào có nhu cầu galo cho em. Bác xem kênh của em thì thấy hay thì hãy bấm vào like và đăng ký kênh, chia sẻ cùng với mọi người để cho chúng ta được tham khảo những cái sản phẩm đẹp, độc, mới, lạ, khủng. Và em luôn tìm kiếm để chia sẻ với các bác và các anh em. Trên thị trường thì chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà thông thường thì anh em gặp cũng rất là nhiều và anh em bán cũng rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì luôn tìm đến những cái thứ mà nó thật là hiếm và thật là độc, thật là hay. Đấy, và để chia sẻ với các bác, ví dụ như đôi Freeway hiện tại trước mắt các bác kia, em có rất là nhiều, vài cặp các bác nhé, không phải là ít. Và có những bác khách bây giờ đang đặt tiền và chỉ chờ đủ tiền là chuyển loa các bác nhé. Đấy, đã có những bác đang sở hữu những đôi Freeway như thế kia, mà đôi đấy thì khỏi phải test rồi. Em bán cũng rất là khá là nhiều, với dòng Freeway này em bán rất tốt, rất nhiều. Và dòng loa Hỏa Tiễn trước các bác là đôi CF thì em vừa mới giới thiệu trong video clip bên trước, em đã mở nội thất cho các bác xem rồi, đôi này thì khá khủng. Đấy, và đôi Freeway. Và đây, thưa các bác, nhân vật chính trong video ngày hôm nay là hai chiếc đẩy Akai PC2500M. Và hai chiếc này em test cho bác khách hàng ở Long An, cũng đặt bên em rất là lâu rồi, thì ngày hôm nay nó mới lại về được, thì em xin làm video test cho bác khách hàng và cũng test lên kênh cho anh em được biết. Dòng này bên em thì đang hiện đang có khá là nhiều. Và bây giờ các bác thấy đây, em đang có anh thợ đang hàn xì ở ngay bên cạnh đây các bác nhé, hàn xì chung nguồn điện ở đây. Đấy, đang hàn xì ở đây. Và em sẽ test chiếc đẩy Akai này. Một chiếc là em test với một cặp Freeway full đôi từ 22-100 ở phía bên kia, và chiếc thứ hai em sẽ test với đôi Hỏa Tiễn này các bác nhé. Công suất của chiếc đẩy Akai PC2500 này có công suất 1000W một kênh, 1000W trên một kênh các bác nhé. Quả nguồn của nó là 22cm và con này khá là nặng, chắc nó còn tầm khoảng 26-28kg gì đó, em nhớ không rõ lắm. Nhưng mà chiếc đẩy được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy, thương hiệu thì của Mỹ rồi. Sò thì máy và sò chạy hoàn toàn là có máy của Mỹ xịn, từ con sò các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái dòng chữ đây các bác biết này. Đấy, dòng này rất là hiếm mà không có nhiều, có bao nhiêu thì em mua hết luôn một lô. Và bây giờ thì đang từ từ chuyển về để chia sẻ cùng anh em, chứ không có chuyển nhiều đâu các bác nhé. Có một vài con một sẽ về được, chứ không về được một lúc, không có nhiều các bác nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ test với cái sản phẩm này cho bác khách hàng ở Long An, và em xin mời bác cùng nghe cùng các bác thẩm âm cũng như là nghe chiếc đẩy của bác. Vâng, con thứ nhất thì ở bên trên đây, em sẽ tăng volume lên mà cho các bác nghe. Thưa các bác, con này hiện đang chạy đôi Freeway các bác nhé. Đó các bác, bác hãy nghe thấy con đẩy của mình này, em kết kênh thứ nhất này. Đó, và kênh thứ hai này. Và em đang sử dụng đôi loa từ 22-100 full đôi các bác nhé, đánh thoải mái, mà trong khi đó còn đang máy hàn ngồi hoạt động bên cạnh đây các bác này. Đấy, con thứ hai sẽ test với đôi giờ xe ở giữa này các bác nhé. Đấy, và quả thứ nhất. Quả thứ hai này.
Vâng, vậy thì chắc là cũng có nhiều bác thèm và ham muốn lắm các bác nhé. Thì em làm video này để test sản phẩm cho khách hàng. Bao giờ mà những sản phẩm mà khách hàng đặt bên em cũng sẽ test như thế này và gửi đi cho các bác. Với những sản phẩm mà nó không phải là ít tiền. Với lại các bác có nhu cầu rất là cao, các bác rất là kỹ tính nên em phải test rất là kỹ. Ở đây thì đôi loa phi vây này đã thuộc về một bác khách hàng ở trong miền Nam. Và bác cũng đã đặt cọc tiền em rồi. Cho nên là em phần lại một đôi này nữa. Đấy. Là có hai đôi hiện tại bây giờ đang chờ trên bệ phóng các bác nhé. Chỉ cần các bác cái bơm đạn là em phóng thôi. Mà bây giờ hiện tại bây giờ bác đang ứng tiền nhưng mà bác này ăn chơi lắm. Thế nhưng mà đang còn phải giấu ở xã, yểm ở xã. Cho nên là em nói vui các bác vậy thôi. Những đôi này nhảy rất nhiều bác thích. Mà các bác ấy đang còn phải yểm tiền để chờ và em sẽ gửi cho các bác. Và đây là hai chiếc đẩy cai của một bác khách hàng. Bác rất là tin tưởng và đã đặt luôn một đôi. Đấy, mà thường thường những con này thì thường các bác toàn mua một đôi một cặp và thậm chí vài chiếc một. Đấy. Hôm nay là em không đánh con súp, không có súp các bác nhá. Con đẩy ở bên dưới là đánh súp em không đánh, em tắt đi rồi. Đấy, em quan sát này, đấy. Em bật lên mà em chỉ đánh ở đây là có bốn cái quả phun này thôi. Mà các bác nghe thấy cái tiếng của nó như nào, nếu các bác làm sự kiện các bác chỉ cần đánh cho em như thế này thôi. Mà tất cả những cái loa kia đều có bánh xe các bác nhé. Một người vận chuyển rất là nhẹ nhàng, dễ dàng vận chuyển và rất là dễ di chuyển mà nó nhẹ. Cũng tầm nhẹ hơn là loa JB725 các bác nhé. Và ở đây thì em có hai chiếc đẩy 4 kênh khủng long. Đấy, ngày mai em sẽ làm, chốc nữa em sẽ làm video mở nội thất ra và quay cho các bác xem. Đấy. Mỗi một kênh là chơi một quả 40 từ 22 cũng 100 các bác nhé, mỗi một kênh. Con này đánh 4 quả từ 22 cùng 140. Đấy. Nếu bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em. Ngay luôn cái con đẩy này, em khỏi phải mở. Con này thì hàng chất lượng cao, hàng quá đẹp rồi. Hàng bãi xịn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy ở đây thì em quay qua qua cho này các bác đã biết là nó là hàng chất rồi. Còn khá đẹp. Và đẩy AK em cũng vẫn còn các bác nhá. Dòng đẩy 4 kênh công suất lớn em cũng vẫn còn các bác nhá. Đấy. Ở video em làm đến đây thì xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Và bác nào mà xem video thì hãy bấm vào đăng ký kênh màu đỏ ở bên tay phải các bác. Và các bác hãy cho em xin một like để cho nó có nguồn động viên, động lực để em làm video để trưng bày cũng như là để trình diễn lên trên kênh để cho các bác cùng tham khảo những cái sản phẩm mà mình đang mong ước cũng như là nhu cầu của mình đang sử dụng các bác nhé. Em có rất nhiều những sản phẩm khác nữa. Các bác hãy vui lòng đăng ký hoặc là các bác có thể là gọi qua số điện thoại 0936019001. Em ở phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em rất là vui lòng phục vụ và tư vấn cùng các bác. Mặc dù là có mua hay không mua của em thì cũng thế thôi. Các bác hãy vui lòng nhấc máy lên mà gọi cho em với số điện thoại em đã nói trên. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Và chào tạm biệt các bác.